Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Anna. Hôm nay Anna lại tiếp tục unboxing thêm một chiếc hộp màu cam đến từ thương hiệu Hermes. Các bạn đọc cái tiêu đề thì các bạn cũng biết là Anna muốn đập hộp chiếc túi nào rồi phải không? Ok, không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ Anna sẽ đập ngay chiếc hộp này ra nhé. Bên trong là có một cái phong bì. Cái chiếc túi này của Anna là có da cá sấu alligator, cho nên là đây chính là chiếc tờ giấy khai sinh. Nó là giấy hải quan nhập chất liệu da. Chứng minh nguồn gốc da cá. Một cuốn sổ, một cuốn sách. Đây là chiếc túi đựng chìa khóa bên trong. Chìa khóa. Đây là chiếc ổ khóa. Mình vẫn chưa có bóc cái siêu của em nó ra. Mặt dưới của ổ khóa. Đây là chiếc dust bag. Đây là em Bicot Tin Lock Tote Bag size 18, kết hợp giữa hai loại da, đó là da Clamenser ở phần thân túi và da cá sấu alligator ở phần ngoài. Thì size 18 là size nhỏ nhất của dòng túi này. Dòng túi này có rất là nhiều size. Bên trong đáy túi có logo của Hermes. Không biết các bạn có thấy không? Vì chiếc túi này của Anna là có phần ngoài túi là da cá sấu, cho nên là bên cạnh chiếc logo có một cái ký hiệu ô vuông. Ký hiệu ô vuông này là dành cho riêng da alligator. Thì mỗi loại da cá sấu thì sẽ có một loại ký hiệu riêng khác biệt. Ở bên phần thân túi thì có hai cái sóng lưng giúp cho túi có thể đứng cái form hơn. Ở phần đáy túi thì có bốn cái chân, và bốn cái chân này có nhiệm vụ là giúp cho túi, cái đáy túi không bị trầy xước ha, và nó có thể đứng được trên mọi bề mặt mà không bị đổ. Bên trong lớp túi là một loại da lộn. Phần cốt của túi được nằm ở phía bên đây. Ok, bây giờ Anna sẽ gắn chiếc ổ khóa cho chiếc túi ha. Chúng ta luồn sợi dây qua hai cái khoen. Ở phần cuối dây á, đây có một cái lỗ thì mình sẽ móc cái khóa nó vào đây và lóc chiếc ổ khóa lại. Hãng Hermes á, khi mà sản xuất chiếc túi này á, thì lúc nào họ cái ổ khóa họ cũng cho mình là hai chiếc chìa khóa. Vì vậy các bạn phải giữ thật là cẩn thận, vì nếu mà các bạn làm mất chìa khóa này thì các bạn phải gửi lại cái ổ khóa này cho hãng, và hãng sẽ đặt làm lại cho bạn một cặp chìa khóa khác, nhưng mà thời gian rất là lâu. Và các bạn cũng không thể sử dụng những chiếc chìa khóa khác ở trong những các phiên bản khác của Hermes để mà mở được đâu nhé. Vì điều đó là không thể. Cho nên là
cách mà giữ đảm bảo quản cái chiếc chìa khóa này không bị thất lạc hay là mất á, thì anh sẽ gài nó vào bên trong túi luôn, là dùng cái chiếc khoen thứ hai nè. Anh móc nó vào luôn và siết thật dây thật là chặt nha các bạn. Rồi anh thả vào trong ha. Như vậy là anh không có sợ bị mất. Chiếc ổ khóa này á, mọi người nghĩ nó là để trưng đây là rất là vô lý đúng không ạ? Nhưng mà không phải vậy đâu ạ. Nhiệm vụ của chiếc ổ khóa này á, là khi các bạn mở miệng túi ra thì chiếc ổ khóa này có là nhiệm vụ là chặn lại sợi dây đai không bị tuột ra ngoài, mà miệng túi vẫn có thể mở ra để cho các bạn dễ dàng bỏ đồ và lấy đồ ra một cách dễ dàng. So với cái phiên bản mà Kelly và Birkin á, thì khi các bạn lắp cái túi lại rồi thì bạn không thể nào mà mở cái miệng nó ra được. Và chiếc ổ khóa này nó có đủ sức nặng để kéo cái đai quay trở về để đóng lại miệng túi. Và nếu như các bạn bắt ngược cái đai này về đằng sau thì giúp cho miệng túi không thể dễ dàng mở ra ha. Và chiếc túi này á, các bạn có thể dễ dàng mua ở ngoài store. Nhưng có điều là cái màu sắc của mà bạn mong muốn sẽ hơi khó mua một chút. Nếu mà các bạn ngại mua ở ngoài store thì bạn có thể mua trên online chẳng hạn. Với cái dáng của chiếc túi này, bạn có thể mix được với những bộ cánh điệu đà như là váy, hay mix được với những cái style cá tính này, năng động như quần jean, áo da hay là quần short. Chiếc túi này khá là dễ phù hợp với tất cả các loại quần áo và không hề kén chọn đâu nha các bạn. Ngoài ra, muốn tăng thêm phần sinh động cho chiếc túi trở nên thú vị hơn thì chúng ta có thể thắt thêm nơ cho chiếc túi, hay là đeo cho chiếc túi những cái chiếc charm ngay đây, sẽ làm tăng thêm điểm nổi bật cho chiếc túi ha, làm cho chiếc túi trở nên xinh xắn và lung linh hơn. Về phần giá của chiếc túi này thì còn tùy thuộc vào phiên bản của túi thì sẽ có giá khác nhau. Những chiếc túi này có giá bắt đầu từ phiên bản bình thường với size bé nhất là 2.725 đô. Đối với chiếc túi của Anna đang sở hữu thì Anna mua tại store em nó có giá trừ thuế là 4.250 đô. Nếu như mà các bạn ngại không muốn đến store để mua, các bạn có thể sang em nó trên website. Nhưng mà để mua em này trên website thì bạn cần phải chịu khó canh web. Vì dạo gần đây những chiếc túi này Hermes họ tung rất là ít lên trên website. Và khi mà bạn đã tìm được thì hãy mau chóng mua chúng, vì nếu không trong vòng tích tắc thì chiếc túi này sẽ biến mất khỏi web. Vì cũng rất là nhiều người họ săn túi Hermes trên website nha các bạn. Cái việc mà săn túi trên web thì bạn không thể nào mà săn được Kelly, Birkin hay Constance hay là Lindy, Samini trên web đâu nhé. Và vừa rồi mình đã unbox và review cái em túi Picotin Lock Trust Pack size 18 này khá là xinh của Hermes ha. Hy vọng rằng là sau khi xem clip này, các bạn có thể thêm được một sự lựa chọn cho mình trong cái tủ túi của mình ha. Cảm ơn mọi người đã coi video clip này của Anna và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu các bạn có điều gì mà thắc mắc về chiếc túi, hãy comment ở bên dưới, Anna sẽ trả lời nhanh nhất có thể cho các bạn ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.